Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Kia Seltos, chiếc xe crossover cỡ B gầm cao 5 chỗ của bên nhà Kia mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 4 tháng 10 năm 2023. Ngày hôm nay thì Top Car VN cũng cập nhật được chính sách giá linh động dành cho từng phiên bản của Kia Seltos sẽ là tốt nhất. Những cái chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh đến với những anh chị, những khách hàng nào chúng ta đã và đang quan tâm theo dõi về mẫu xe này. Kia Seltos là một cái mẫu xe được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ. Thời gian áp dụng cũng sẽ là hết tháng 12 của năm 2023 này. Ở trong phân khúc thì nó đang cạnh tranh mạnh mẽ nhất với cả chiếc xe Hyundai Creta. Với cái dòng xe Kia Seltos này, video này Top Car VN sẽ cập nhật tổng cộng là 4 sự lựa chọn. Cả 4 phiên bản đều sử dụng động cơ máy xăng 1.4 turbo. Chiếc xe sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp số anh chị nhá. Và với cái dòng xe Seltos này, tại thời điểm này tại đại lý của mình cũng đang có xe giao. Và cụ thể từng phiên bản khuyến mại quà tặng lăn bánh tốt nhất trong dịp đầu tháng mới như thế nào thì mình xin phép cập nhật luôn. Đầu tiên là Kia Seltos 1.4 Deluxe. Đây là một cái phiên bản thấp tiền nhất, một cái phiên bản mà có tầm tiền dễ tiếp cận nhất, với mức giá đề xuất là 599 triệu đồng. Dịp đầu tháng 10 này, trừ đi chính sách giá linh động từ bên phía đại lý, lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 623 triệu, ở Hà Nội là 649 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 652 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 623, ở Hà Nội là 649 và thành phố Hồ Chí Minh là 652 triệu đồng với Seltos 1.4 AT Deluxe. Trả góp bản Deluxe này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 153 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 179 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 172 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 152, Hà Nội là 179 và thành phố Hồ Chí Minh là 172 triệu đồng. Tầm tiền của chiếc xe Kia Seltos phiên bản Deluxe này, hiện tại nếu như anh chị khách hàng nào mà chúng ta đang tìm hiểu về Honda City phiên bản RS, hoặc là Toyota Vios phiên bản G, hoặc là Toyota Ray của bên phía Toyota, thì cũng tầm tiền kiểu tương tự như vậy, có thể lấy về Seltos 1.4 AT Deluxe này. Có một cái chiếc xe gầm cao phân khúc cỡ B, cũng rất là rộng rãi thoải mái, máy turbo, cảm giác lái cũng rất là ok anh chị ạ. Phía trên bản Deluxe đó là 1.4 AT Luxury. Bản Luxury của Kia Seltos với mức giá đề xuất là 639 triệu đồng. Dịp đầu tháng 10 này tại đại lý của mình, trừ đi chính sách giá linh động, lăn bánh ở tỉnh của nó là 665 triệu, ở Hà Nội là 691 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 694 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 665, Hà Nội là 691 và thành phố Hồ Chí Minh là 694 với 1.4 AT Luxury anh chị nhá. Phiên bản Luxury thì đó là theo phương án trả thẳng, thế còn trả góp, ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 163 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 190 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 183 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 163, ở Hà Nội là 190 và thành phố Hồ Chí Minh là 183 theo phương án trả góp quý chị các bạn nhé. Đó là Seltos 1.4 AT Luxury. Và sang cái phiên bản thứ ba, cũng là máy 1.4 turbo, cũng là hộp số ly hợp kép 7 cấp số, nhưng mà đây là phiên bản Premium. Bản Premium thì hiện tại đang có mức giá đề xuất là 699 triệu đồng. Bản này thì hiện tại trừ đi chính sách giá linh động từ bên phía đại lý, lăn bánh ở tỉnh dịp đầu tháng 10 sẽ là 726 triệu, ở Hà Nội là 753 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 756 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 726, Hà Nội là 753 và thành phố Hồ Chí Minh là 756 anh chị nhá. Chính sách giá linh động theo tùy từng vùng, tùy ở Hà Nội hay là ở Hồ Chí Minh sẽ linh động là khác nhau. Trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 178 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 205 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 198 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 178, Hà Nội là 205 và thành phố Hồ Chí Minh là 198. Người ta sẽ thường phân vân lấy Kia Seltos bản Premium này hay là lấy chiếc xe Hyundai Creta phiên bản cao cấp. Creta thì thứ nhất nó khác biệt ở cái thương hiệu đúng không ạ? Cái thứ hai đó là Creta sử dụng máy 1.5 hút khí tự nhiên, hộp số tự động vô cấp anh chị nhé. Đó là sự khác biệt cơ bản về thương hiệu này, về động cơ này và về hộp số. Tiếp theo nữa, phiên bản cuối cùng mình cập nhật đó là Kia Seltos 1.4 GT-Line. Bản này thì có mức giá đề xuất là 719 triệu đồng. Tại thời điểm này trừ đi chính sách giá linh động từ bên phía đại lý, tùy từng vùng, thời điểm dịp đầu tháng 10 lăn bánh ở tỉnh là 798 triệu, ở Hà Nội là 826 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 829 triệu đồng anh chị ạ.
tỉnh là 798, Hà Nội là 826 và Thành phố Hồ Chí Minh là 829 quý anh chị các bạn nhá. Trả góp 1.4 GT Line này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 181 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 209 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 201 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh 181, Hà Nội 209 và Thành phố Hồ Chí Minh là 201 theo phương án trả góp. Đó là bốn sự lựa chọn về Kia Seltos, một cái mẫu xe cũng rất là phổ thông, gầm cao 5 chỗ cỡ B, không gian bên trong cũng là rộng rãi thoải mái. Kiểu dáng thiết kế của Kia Seltos thì nhìn bên ngoài có cái kiểu dáng đâu đó nó hầm hố hơn so với cả Hyundai Creta, kiểu nó kiểu những cái đường nét của nó rất là to bản, cho nên là nhìn nó hầm hố hơn, đơn giản là như vậy thôi. Thế còn nếu anh chị mà chúng ta đang muốn xem xe trực tiếp hoặc là lái thử trải nghiệm thực tế thì hãy cứ gọi cho cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái màn hình này. Ở miền Bắc thì nhiều quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, và miền Nam thì nhiều quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam để có thể cập nhật nhá chính sách giá tốt nhất, linh động tiếp theo có thể tại thời điểm mà chúng ta có nhu cầu làm hợp đồng và đặt cọc. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng, hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.